Thời gian này nếu anh chị em nào có đi qua tuyến đường Cao Lãnh, Phạm Cống sẽ không thể rời mắt với cánh đồng hoa sen bao la với một màu xanh biếc, từng làn gió đông đưa cánh hoa làm cho chúng ta không khỏi xao xuyến. Thật sự nơi đây khi vào vụ đông xuân là cánh đồng lúa với một màu vàng óng ả, nhưng hiện tại khi làm xong vụ hè thu, bà con nông dân đã chuyển đổi mô hình trồng sen trên đất lúa. Hiện tại mô hình này đã và đang đem lại cho bà con không những hiệu quả kinh tế mà còn là địa điểm mà anh chị em khi đi ngang qua đây có thể tham quan, chụp ảnh tưởng hoàng vẻ đẹp bình dị của những cánh hoa sen